Ồ, cá to quá các bạn ơi. Cái rô to quá các bạn. Cá to quá các bạn ạ. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi câu ở cái con đường như vậy các bạn. Ở đây là cái con rạch mình sẽ câu nha các bạn. Rồi con đường này mát mẻ lắm mà không biết có cá không. Con rạch này thì nó rậm rạp quá không biết có cá không. Xài con cá bự lắm các bạn. Lấy được con nha các bạn. Con này con thứ hai á, nó vướng vào cái lá dừa mình phải trèo ra. Các bạn xem nhớ ủng hộ mình. Thank you.
con bự đấy. Lên cái các bạn ạ. Lên cái các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé, đăng ký ủng hộ mình nhé các bạn. Cái rô các bạn ơi.